mình, được khoác lên mình bộ áo màu xanh quân phục của người lính, được mang trên vai quân hàm đỏ thẫm, lại hiện lên trong tôi hình ảnh của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy sự tự do và hòa bình cho Tổ quốc. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc, cỏ sắc mà ấm quá phải không em? Lời thơ nhẹ nhàng nhưng cứ khiến ta say dứt mãi, trăn trở mãi không thôi về một thời đạn, bom, máu, lửa. Cứ thế tôi lại tìm về cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 như để thỏa nỗi lòng mình. Cuốn sách có một cái tên rất trẻ, tràn đầy nhựa sống, Mãi mãi tuổi 20. Tác phẩm được nhà thơ Đặng Vương Hưng biên soạn do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 2005. Cuốn sách này cùng với Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được xếp vào một trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2005 tại Việt Nam với số lượng phát hành kỷ lục và nhiều lần tái bản. Trang bìa của cuốn sách là hình ảnh chàng thanh niên lịch lãm với khuôn mặt tuấn tú của mảnh đất Hà Thành lúc bấy giờ được in trên nền bìa xám tối hết sức giản đơn. Nhưng bên trong là cả một cuộc đời, một số phận đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam thời chiến. Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 tại Làng Bưởi, Hà Nội, là con thứ 10 trong 14 anh em của một gia đình thợ thủ công. Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn lớp 10 toàn miền Bắc và thi đỗ vào khoa toán cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng đó cũng là thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn mới. Chiến trường miền Nam ngày càng gay go và ác liệt. Anh có thể được chọn một con đường khác vào đời. Nhưng anh và cả thế hệ anh, năm tháng ấy đã cởi áo sinh viên để khoác lên mình áo lính. Nguyễn Văn Thạc đã nhập ngũ ngày 6 tháng 9 năm 1971. Nội dung của cuốn sách là dòng nhật ký đầy chân thành, gần gũi và bình dị, ghi lại một thời chiến tranh ác liệt, những dấu chân người lính đi qua, những vùng quê yên bình. Đọc Mãi mãi tuổi 20, bạn sẽ thấy hình ảnh của một vùng quê miền Bắc được tái hiện một cách đầy nhẹ nhàng, mộc mạc mà tinh tế đến lạ thường. Tác giả thốt lên: tự hào lắm khi được lang thang trên đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Đó là chuyện về gia đình những người dân nơi anh đóng quân, chuyện về những anh lính cùng đơn vị, về những cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đoàn. Người lính trẻ cũng thật đau đớn, chua xót khi phải chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Thạc viết: không, suốt đời này ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu, dưới tay em lẽ ra là chậu nước mắt. Cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên, nhí nhảnh, bây giờ cái khao khát nhất của ta, cái day dứt trong ta là khi nào được vào miền Nam, vào Huế, Sài Gòn, sọc lê vào thỏi tim đen đủi của quân thù. Từ đó, người chiến sĩ ấy đã bắt đầu tự hỏi lòng mình, mình đã bắt đầu sống có trách nhiệm khi nào? Chính những lần hành quân đã giúp chàng trai trẻ trở nên gần gũi với cuộc sống thực tế hơn, đưa người con trai trẻ tuổi ấy dần bước ra khỏi trang giấy và biết cuộc đời cách mạng mang nhiều hy sinh, gian khổ nhưng cũng đầy tự hào. Và anh, một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, đã chấp nhận và dấn thân không theo nghĩa hiện sinh mà theo nghĩa yêu nước. Nước còn giặc, còn đi đánh giặc, đánh đến cùng mới thôi. Trận đánh ác liệt bên thành cổ Quảng Trị sáng ngày 30 tháng 7 năm 1972, chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thạc được giao nhiệm vụ bảo đảm liên lạc cho Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Loạt đạn pháo của địch rơi đúng chỗ Thạc, một mảnh pháo chém ngang hai đùi của anh, máu chảy ướt đẫm ống quần. Máu ra nhiều lắm, mấy anh em vội súng lại băng bó rồi khiêng Thạc lên trạm tiểu phẫu tiểu đoàn, với hy vọng còn nước, còn tát. Nhưng Thạc đã tắt thở trong vòng tay của đồng đội. Anh đã hy sinh khi tuổi mới 20. Và chàng trai hào hoa của mảnh đất Hà Thành năm đó vẫn không ngừng cống hiến, không mệt mỏi, cống hiến đến hơi thở cuối cùng,
vẫn còn đau đáu một nỗi niềm. Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa, bao sự định còn sang giờ. Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước. Mãi mãi tuổi 20 có lẽ vẫn nhạt nhòa và chưa đủ nếu thiếu đi dư vị của tình yêu. Thật vừa vặn thay, tác giả đã cho chúng ta thấy một tình yêu lứa đôi đầy thơ mộng, trong sáng, mãnh liệt dù muôn trùng xa cách. Chàng lính trẻ tên Thạc ấy đã dành một tình yêu đầy trong sáng và mãnh liệt cho người con gái tên là Như Anh. Tình yêu đầu đời sao không khỏi xao xuyến và nhớ nhung. Có lẽ những giây phút Thạc nhớ về Hà Nội là nhớ về Như Anh, nhớ những ngày đi bên nhau trong hương đêm của mùa hè, của ngày thu lá vàng bay xào xạc. Thế rồi tác giả lại tự hỏi chính mình, Như Anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu? Thương Như Anh thật nhiều mà không biết phải nói sao. Chàng trai trẻ ấy đã không ngừng hy vọng, không ngừng ghi chép trong nhật ký tuổi 20 của mình rằng, chờ Thạc Như Anh nhé. Tình yêu năm 20 tuổi thời chiến tranh sao giản dị mà đầy mãnh liệt đến thế. Bởi là nhật ký nên chân thật và chân thành. Anh chỉ là anh bộ đội Cụ Hồ. Nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng ngày mai những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc, đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này. Giờ đây, khi đất nước đã sạch bóng quân thù, đang trên con đường hội nhập và phát triển, ai sẽ thay Thạc viết tiếp? Với mong muốn của người đã đi xa mãi mãi, cuốn nhật ký mở ra những trang trống cho thế hệ bây giờ và sau này tự hào tiếp bước cha anh. Tôi nhiều lần suy nghĩ so sánh giữa thế hệ ngày nay và các thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ trẻ chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ? Lý tưởng, lối sống của thanh niên thời nay có gì khác? Những trang nhật ký khép lại cũng là lúc thổi bùng lên trong chúng ta những thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, ngọn lửa hừng hực của ý chí, của niềm tin, của khát khao cống hiến. Bởi chúng tôi thấu hiểu, có sông pha chiến đấu mới nên cờ, có máu chảy nên đất này mới đỏ. Và chúng tôi, những đoàn viên thanh niên công an nhân dân, luôn khắc ghi trong tim 6 điều Bác Hồ dạy, nguyện cùng nhau rèn đức, luyện tài, luôn thể hiện ý chí, khát vọng, tình nguyện, xung kích trên các mặt trận, lập nên các chiến công, là thế hệ tiếp nối hùng hậu, chất lượng cao của lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đã vay dòng máu thơm thiên cổ, phải trả cho ta mạch giống nòi.